trong cả nước đón nhận nồng nhiệt. Có thể thấy đề tài thợ mỏ đầy sức sống, các nghệ sĩ dù có khai thác nhiều đến đâu đi nữa cũng chưa hết. Không ít nghệ sĩ đã có những thành công từ đề tài này, nhưng đây vẫn là một mỏ vàng của nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thỏa sức sáng tác. Mỗi khi có điều kiện, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Ninh lại lên đường say mê săn tìm chân dung thợ mỏ qua từng góc máy. Từ nửa thế kỷ nay, có hàng ngàn tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về thợ mỏ đã ra đời, ghi lại cuộc sống lao động sản xuất sôi nổi và đời sống tinh thần phong phú của các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh. Nội dung các tác phẩm đều phản ánh rõ nét cuộc sống lao động sản xuất sôi nổi và đời sống văn hóa tinh thần phong phú của thợ mỏ. Nhiều nghệ sĩ thường xuyên có mặt trên các công trường, vào lò, gặp gỡ những người công nhân mỏ để ghi lại những khoảnh khắc lao động của thợ mỏ. Họ đã tập trung phản ánh thợ lò với gương mặt lấm than đen, mình đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười hồn hậu, kiên cường. Chụp ảnh chân dung thợ mỏ trên tầng đã khó, nhưng chụp dưới hầm lò còn phức tạp hơn nhiều. Thế nhưng nhiều bức ảnh nghệ thuật được sáng tác trong điều kiện hầm lò với ánh sáng vô cùng khắc nghiệt và người nghệ sĩ đã phải chờ đợi để có được khoảnh khắc đấy là nhờ vào những tia sáng đèn lò ánh lên, gương mặt người thợ lò dường như có sức hấp dẫn lạ lùng. Hay như cảnh người thợ đang gồng mình để đẩy xe gòn chở đầy vật liệu vào ca qua đoạn đường rất khó khăn, những thân hình vạm vỡ đang khoan vào gương than. Có những nghệ sĩ lại tập trung khai thác nhiều hình ảnh người thợ trên khai trường từ cái nhìn toàn cảnh. Chân dung người thợ mỏ được tái hiện qua ống kính của người nghệ sĩ như những nét vẽ mềm mại, tinh tế. Người nghệ sĩ lại phải đi tìm những cái nét đẹp ở các cái tầng than ấy là nó còn phải phụ thuộc ánh sáng, rồi phụ thuộc thời tiết. Thế cho nên là những cái lúc nào là lúc đẹp thì mình phải nắm bắt được để mà nên khai thác ở cái thời điểm đó thì mới có giá trị. Trong khi đó, có những nghệ sĩ lại đi sâu khai thác những giọt mồ hôi người thợ, nụ cười hồn hậu của nữ công nhân trong ca làm việc hối hả, phút nghỉ ngơi lúc ăn ca. Có nghệ sĩ lại thích khai thác hình ảnh đời thường ở nhà đèn, ở bếp ăn, những người nữ thợ mỏ phá áo cho công nhân, chị cấp dưỡng niềm nở, vui tính, vân vân. Nhiều bức ảnh đã để lại khí thế lao động hừng hực, tự tin của lớp thợ mỏ trẻ. Lại có những nắm bắt khoảnh khắc người thợ vừa tan ca, ngồi nghỉ bên ngoài cửa lò, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má đầy bụi than của họ. Xem những bức ảnh đầy cảm xúc đó, công chúng không chỉ đồng cảm với những vất vả, gian nan của những người thợ lò, mà còn thấy những đổi mới trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào đào lò, sự cải thiện đời sống công nhân và những đóng góp của ngành than trong công cuộc hội nhập hôm nay. Người xem thấy cả được sự đổi thay và phát triển của con người và cuộc sống vùng mỏ, đặc biệt là hoạt động sản xuất trong hầm lò, trên tầng than hay trong các nhà máy của thợ mỏ. Tôi đã đi sáng tác ở trên về than rất nhiều, nhưng mà lần đầu tiên tôi xuống hầm lò thì tôi thấy chụp ảnh ở dưới này rất là về cái môi trường đấy, về cái điều kiện rất là khó khăn, về cái rồi là ánh sáng, rồi bố cục con người ta làm việc rất là nhanh nên là chớp được cái khoảnh khắc và của người lao động rất là khó. Thời kỳ tôi còn làm thợ lò nó vào thời kỳ năm 2002, thì thời kỳ đó tôi vừa làm thợ lò lại vừa bấm máy ảnh. Có những thời kỳ vào ca tôi để mang theo cả máy ảnh để săn lùng những khoảnh khắc đẹp của những người thợ, vẫn cứ xây dựng và ấp ủ nhiều cái đề tài sáng tác về thợ lò, đặc biệt là các cái muốn khai thác, nhất là các cái chân dung thợ lò. Thực tế thì những nghệ sĩ nhiếp ảnh thành công và thành danh từ đề tài thợ mỏ thường là những nghệ sĩ nhiếp ảnh của Quảng Ninh đang sống và sáng tác ở vùng mỏ. Đây là một sự lựa chọn của nghệ thuật, bởi vì nghệ sĩ nhiếp ảnh ở nơi khác không phải ai cũng hiểu hết về thợ mỏ, về hầm lò bằng người Quảng Ninh. Người nghệ sĩ Quảng Ninh chụp về công việc của đồng đội mình, người thân của mình sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá xác thực hơn, sâu sắc hơn để thấy được những khó khăn vất vả của thợ mỏ, thấy được những đóng góp của ngành than vào công cuộc phát triển của đất nước. Quảng Ninh thì đúng là
có nhiều nghệ sĩ lớn lên từ phong trào nhiếp ảnh mỏ, ví dụ như là bác Đoàn Đạt, bác Đỗ Kha, anh Mạnh Hùng, bác Khắc Đạm, bác Ngọc Anh, toàn những người phát triển từ phong trào nhiếp ảnh mà đi lên từ những cái hình ảnh khắc họa chân dung cuộc sống lao động sản xuất của vùng mỏ. Hiện tại bây giờ thì họ vẫn đang sáng tác và cái nguồn cảm hứng về mỏ vẫn còn đọng lại và vẫn trôi trong, vẫn chảy ở trong con người những nghệ sĩ đã sáng tác về mỏ. Hiện tại bây giờ họ vẫn đang cầm máy và có cơ hội họ lại vẫn sáng tác về mỏ. Thế hệ thợ mỏ hôm nay đã phải trau dồi nối tiếp truyền thống của thế hệ đi trước, thì người nghệ sĩ sáng tác về họ cũng cần phải cập nhật cái mới, phải tìm hiểu tâm tư, đời sống, công việc của họ. Và mỗi nghệ sĩ khi sáng tác về đề tài thợ mỏ cũng phải tư duy làm sao để đổi mới, để không lặp lại những người đi trước và không tự lặp lại chính mình. Cái đề tài về người thợ mỏ là đề tài rất khó, bởi vì để mà được tiếp cận được vào trong trong hầm lò, tiếp cận được đối với những người lao động thì thực sự là cũng khó, không phải ai cũng có điều kiện. Và cái đặc thù hơn là những cái công việc của những cái người công nhân làm ở dưới mỏ là đều làm sâu dưới lòng đất, và ở trong đó thì không phải là ai cũng có cái cơ hội để mà tiếp cận được với những anh em thợ, và đặc biệt là cái phải có một cái trải nghiệm mà để nắm bắt được những cái công việc và những cái hoàn cảnh rồi những cái mà hàng ngày của những cái công nhân họ làm việc ra sao, cái đặc thù của dưới lòng đất ra sao, thì thực sự nếu mà không có sự trải nghiệm và không được nghe những cái câu chuyện mà những người trong nghề họ kể thì thực sự là rất là khó để sáng tác. Và đặc biệt hơn là những cái điều kiện tác nghiệp ở dưới hầm lò rất khó khăn. Tôi nghĩ là nếu mà ai có may mắn mà được trải nghiệm, và nếu mà có điều kiện hơn, có duyên hơn thì sẽ làm việc, sẽ có cơ hội được nhiều buổi hơn, thì sẽ cảm nhận được cái sự vất vả của những cái người thợ. Đặc biệt là Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ dành cho Quảng Ninh một tình cảm rất đặc biệt cái tình cảm dành cho những người thợ mỏ. Tôi nghĩ là trong một thời gian tới, nếu mà được cái sự ủng hộ của cái đơn vị quản lý mà tạo điều kiện cho anh em nghệ sĩ sáng tác về cái đề tài người thợ mỏ, thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều tác phẩm mà thực sự tôn vinh. Tôi nghĩ là tôn vinh những cái người mà lao động và những cái người mà làm quản lý, để làm sao đem lại nhiều khai thác được nhiều tài nguyên cho đất nước. Mảng đề tài về mỏ đã và đang là nguồn cảm hứng không phơi cạn cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác, nhất là những nghệ sĩ trẻ. Mạch nguồn cảm hứng đó vẫn sẽ luôn được tiếp nối bởi các nghệ sĩ hiện tại. Trong tương lai, hy vọng rằng đội ngũ nhiếp ảnh trẻ sẽ kế tục xứng đáng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mảng đề tài phong phú, giàu chất liệu này, để đem hơi thở cuộc sống công nhân mỏ đến với đông đảo quần chúng. Đó cũng là những thách thức không nhỏ đối với những bước chân sáng tạo trên hành trình săn tìm cái đẹp của những người hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh trẻ ở vùng mỏ hôm nay.